Kinh hoàng cảnh nhện độc giăng lưới săn bắt rắn. Mới đây, một phụ nữ có tên là Carmen Muro ở Vinnie Vera, Australia đã ghi lại được cảnh tượng rùng rợn. Nhện độc săn giết rắn ngay phía sau nhà kho thuộc khu vườn phía sau nhà của mình. Có thể thấy, rắn là một trong những loài động vật đáng sợ khiến cho con người bị ám ảnh nhiều nhất bởi nọc độc và tốc độ nhanh kinh hoàng của mình. Tuy nhiên, những con rắn hoàn toàn bất lực khi rơi vào bẫy của nhện độc khổng lồ, một trong những sát thủ động vật khét tiếng. Được biết, con nhện độc này là nhện lưng đỏ, một trong những loài nhện nguy hiểm nhất hành tinh. Kinh dị hơn, môi trường sống ưa thích của chúng là gần con người. Khi bị nhện lưng đỏ cắn, nạn nhân sẽ có các triệu chứng nổi bật như là đau đớn cùng cực, buồn nôn, nôn mửa, nhức đầu và kích động. Đáng thương cho con rắn này, khi mắc phải lưới của nhện lưng đỏ, nó chỉ biết điên cuồng vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng thoát ra khỏi cái chết đang cận kề. Khi thấy nhện lưng đỏ đã tiếp cận cực gần, con rắn thậm chí có giả chết, mong nhện sát thủ bỏ qua cho mình. Tuy nhiên, cuối cùng con rắn vẫn chết bởi nhện lưng đỏ tinh khôn, đã tiêm thẳng nọc độc chết người của mình vào cơ thể của con rắn, chấm dứt sinh mạng và thẳng tay cắn nuốt dần dần con mồi khổng lồ. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.